hoặc thấy nơi tòa có chấp kim cang thần cùng nhau vây quanh. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là kim cang trí này là diền trang nghiêm, hoặc thấy nơi tòa sư tử của tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi có chấp kim cang thần cùng nhau vây quanh. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là kim cang trí này là diền trang nghiêm. Đây là chỉ đẳng giác Bồ Tát, kim cang là ví dụ định lực có thể tán hoại trần tập, tức nói về đẳng giác, vì biểu minh này chẳng nhỏ. Thiện tài đồng tử, thấy hết thảy chúng sinh tất cả các cõi như vậy, bậc đã thành thục, bậc đã điều phục, kham làm pháp khí, đều vào vườn này, ai nấy đều quây quần dưới tòa mà ngồi. Tỳ kheo ni sư tử tần thân, thì sự hiểu biết cao thấp khác nhau, mà vì họ diễn nói pháp khiến cho họ đắc được bất thối chuyển nơi an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Thiện tài đồng tử, nhìn thấy hết thảy chúng sinh tất cả các cõi như vậy, những người đã thành thục, những người đã điều phục, bậc long tượng, kham làm pháp khí, các ngài đều vào vườn này, ai nấy đều quây quần dưới tòa sư tử mà ngồi. Tỳ kheo ni sư tử tần thân, tùy căn tánh hiểu biết cao thấp khác nhau, mà vì họ diễn nói diệu pháp khiến cho họ đắc được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao vậy? Vì tỳ kheo ni này nhập vào môn bát nhã ba la mật phổ nhãn xà được, nói môn bát nhã ba la mật tất cả Phật pháp, môn bát nhã ba la mật pháp giới khác nhau, môn bát nhã ba la mật tán hoại tất cả chướng ngại luân, môn bát nhã ba la mật sinh tất cả chúng sinh thiện tâm, môn bát nhã ba la mật thủ thắng trang nghiêm, môn bát nhã ba la mật chân thật tạng vô ngại, môn bát nhã ba la mật pháp giới viên mãn, môn bát nhã ba la mật tâm tạng, môn bát nhã ba la mật phổ xuất sinh tạng. 10 môn bát nhã ba la mật này làm đầu nhập vào vô số trăm vạn môn bát nhã ba la mật như vậy. Tại sao như vậy? Vì tỳ kheo ni này nhập vào môn bát nhã ba la mật phổ nhãn xả được, nên có thể diễn nói môn bát nhã ba la mật tất cả Phật pháp, môn bát nhã ba la mật pháp giới khác nhau, môn bát nhã ba la mật tán hoại tất cả chướng ngại luân. Đây là chỉ nghiệp chướng luân chuyển không ngừng nghỉ. Môn bát nhã ba la mật sinh tất cả chúng sinh thiện tâm, môn bát nhã ba la mật thủ thắng trang nghiêm, môn bát nhã ba la mật chân thật tạng vô ngại, môn bát nhã ba la mật pháp giới viên mãn, môn bát nhã ba la mật tâm tạng, môn bát nhã ba la mật phổ xuất sinh tạng. Ngài dùng 10 môn bát nhã ba la mật này làm đầu mà chứng nhập vào vô số trăm vạn môn bát nhã ba la mật như vậy. Hết thảy Bồ Tát và các chúng sinh ở trong vườn nhiệt quang đó đều do tỳ kheo ni sư tử tần thân khuyên họ ban đầu phát tâm, thọ trì chánh pháp, suy ngẫm tu tập được bất thối chuyển nơi an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Hết thảy Bồ Tát và tất cả chúng sinh ở trong vườn nhiệt quang đó đều do tỳ kheo ni sư tử tần thân khuyên họ ban đầu phát tâm, thọ trì chánh pháp, suy ngẫm tu tập được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ thiện tài đồng tử thấy vườn rừng như vậy, rừng tòa như vậy, kinh hành như vậy, chúng hội như vậy, thần lực như vậy, biện tài như vậy của tỳ kheo ni sư tử tần thân, lại nghe pháp môn không thể nghĩ bàn, mấy pháp rộng lớn thấm nhận nơi tâm, bèn sinh niệm rằng tôi nên đi nhiễu bên phải trăm ngàn vòng. Bấy giờ tỳ kheo ni sư tử tần thân phóng đại quang minh chiếu khắp khu vườn đó chúng hội trang nghiêm. Thiện tài đồng tử lập tức thấy thân mình và tất cả các cây trong vườn rừng đó thể đều đi nhiễu bên phải tỳ kheo ni đó, đi nhiễu quanh trải qua vô lượng trăm ngàn vạn vòng rồi. Thiện tài đồng tử chắp tay đứng mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an hậu đa la tam miệu tam bồ đề rồi, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy vườn rừng như vậy, rừng tòa như vậy, kinh hành như vậy, chúng hội như vậy, thần lực như vậy, biện tài như vậy của tỳ kheo ni sư tử tần thân, lại nghe được pháp môn không thể nghĩ bàn, được mây pháp rộng lớn thấm nhuận nơi tâm ngài, bèn sinh ra ý niệm rằng tôi nên đi nhiễu bên phải trong ngàn vòng để biểu thị sự tôn kính của mình. Lúc đó tỳ kheo ni sư tử tần thân phóng đại quang minh chiếu khắp khu vườn nhiệt quang đó và đạo tràng chúng hội trang nghiêm. Thiện tài đồng tử lập tức thấy thân mình và tất cả các cây trong vườn rừng đó thảy đều đi nhiễu bên phải tỳ kheo ni đó, trải qua vô lượng trong ngàn vạn vòng. Đi nhiễu xong rồi, thiện tài đồng tử chắp tay đứng mà bạch rằng: Bạch Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo.
con được trưởng giả vô thượng thắng giới thiệu ngài cho con, nói: Đức Thánh, ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin hãy vì con mà diễn nói. Tỳ kheo ni nói: Thiện nam tử, ta đã được giải thoát tên là thành tựu nhất thiết trí. Thiện tài nói: Đức Thánh, tại sao tên là thành tựu nhất thiết trí? Tỳ kheo ni nói: Thiện nam tử, trí quang minh này ở trong một niệm chiếu khắp tất cả các pháp ba đời. Thiện tài bạch rằng: Đức Thánh, cảnh giới trí quang minh này như thế nào? Tỳ kheo ni nói: Thiện nam tử, khi ta nhập vào môn trí quang minh này thì được sinh ra vua tam muội tất cả pháp, nhờ tam muội này nên được ý sinh thân đi đến tất cả thế giới trong mười phương, chỗ nhất sinh sở hệ Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất. Ở trước mỗi Bồ Tát ta đều hiện ra thân nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mỗi mỗi thân cũng dường nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, như là hiện thân thiên vương cho đến thân ông vua, cầm mây hòa, cầm mây tràng hoa, hương đốt, hương tòa, hương bột, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lụa lọng, lưới báu, phàn báu, tạng báu, đèn báu, tất cả các đồ trang nghiêm như vậy ta đều cầm dâng lên cúng dường như chỗ Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất. Như vậy nơi trụ thai xuất thai, tại gia xuất gia, đi đến đạo tràng thành đẳng chánh giác, truyền bánh xe pháp vào niết bàn trong những thời gian như vậy, hoặc trụ ở cung trời, hoặc trụ ở long cung, cho đến hoặc lại trụ ở cung vua, ở tại mỗi chỗ các Như Lai đó ta đều cúng dường như vậy. Nếu có chúng sinh nào biết ta cúng dường Phật như vậy thì đều được không thối chuyển nơi An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu có chúng sinh nào đi đến chỗ ta thì ta liền vì họ nói Bát Nhã Ba La Mật. Tỳ kheo ni sư tử tần thần nói: Thiện nam tử, ta đã được giải thoát tên là thành tựu nhất thiết trí. Thiện tài đồng tử nói: Bạch Đức Thánh, tại sao tên là thành tựu nhất thiết trí? Tỳ kheo ni sư tử tần thân nói: Thiện nam tử, trí quang minh này ở trong một niệm chiếu khắp tất cả các pháp ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thiện tài đồng tử bạch rằng: Đức Thánh, cảnh giới trí quang minh này như thế nào? Tỳ kheo ni sư tử tần thân nói: Thiện nam tử, khi ta nhập vào môn trí quang minh này thì được sinh ra vua tam muội tất cả pháp, nhờ tam muội này nên được tùy ý mà sinh thân đi đến tất cả thế giới trong mười phương, chỗ nhất sinh sở hệ Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất. Ở trước mỗi vị Bồ Tát ta đều hiện ra thân nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mỗi mỗi thân ta đều cúng dường nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, như là hiện thân thiên vương cho đến thân ông vua, ta đều cầm mây hoa, cầm mây tràng hoa, hương đốt, hương thoa, hương bột, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lụa lọng, lấy báu, phan báu, tạng báu, đèn báu, tất cả đủ thứ các đồ trang nghiêm như vậy ta đều cầm dâng lên cúng dường chư Phật Bồ Tát. Như chỗ Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất như vậy, nơi Bồ Tát trụ thai, xuất thai, tại gia, xuất gia, đi đến đạo tràng thành đẳng chánh giác, truyền bánh xe pháp và niết bàn trong những thời gian như vậy, hoặc các ngài trụ ở cung trời, hoặc trụ ở long cung, cho đến hoặc lại trụ ở cung vua, tại mỗi chỗ đạo tràng các Như Lai đó ta đều dâng lên đủ thứ đồ cúng dường như vậy. Nếu có chúng sinh nào biết ta cúng dường chư Phật như vậy thì họ đều được không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sinh nào đi đến chỗ ta thì ta liền vì họ diễn nói pháp môn Bát Nhã Ba La Mật. Thiện nam tử, ta thấy tất cả chúng sinh mà chẳng phân biệt tướng chúng sinh, vì mắt trí huệ thấy rõ. Ta nghe được tất cả lời nói mà chẳng phân biệt tướng lời nói, vì tâm không chấp trước. Ta thấy tất cả Như Lai mà chẳng phân biệt tướng Như Lai, vì thấu đạt pháp thân. Ta trụ trì tất cả pháp luân mà chẳng phân biệt tướng pháp luân, vì ngộ pháp tự tại. Ta một niệm biết khắp tất cả pháp mà chẳng phân biệt tướng các pháp, vì biết pháp như huyễn. Thiện nam tử, ta thấy tất cả chúng sinh mà chẳng phân biệt tướng chúng sinh, vì mắt trí huệ của ta nhìn thấy rõ. Ta nghe được tất cả lời nói mà chẳng phân biệt tướng lời nói, vì tâm không chấp trước. Ta thấy tất cả Như Lai mà chẳng phân biệt tướng Như Lai, vì ta thấu rõ thông đạt pháp thân Phật, đó là Phật Phật đều giống nhau. Ta trụ trì tất cả pháp luân mà ta chẳng phân biệt tướng pháp luân, vì ta tỏ ngộ tất cả pháp đều từ tự tại sinh ra. Một niệm ta biết khắp tất cả pháp mà chẳng phân biệt tướng các pháp, vì ta biết tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát thành tựu nhất thiết trí này. Như các đại Bồ Tát, tâm không phân biệt, biết khắp các pháp, một thân ngồi ngay thẳng đầy khắp pháp giới, ở trong thân mình hiện tất cả cõi, một niệm đều đến chỗ tất cả chư Phật. Ở trong thân mình
hiện khắp thần lực của tất cả chư Phật, đầu sợi lông nâng khắp bất khả thuyết thế giới chư Phật, trong một lỗ chân lông thân mình hiện bất khả thuyết thế giới hình thành hoại, ở trong một niệm cùng ở với bất khả thuyết chúng sinh, ở trong một niệm vào bất khả thuyết tất cả các kiếp, mà ta làm sao nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát thành tựu nhất thiết trí này, như các đại Bồ Tát, tâm các ngài không phân biệt, biết khắp tất cả các pháp, một thân ngồi ngay thẳng đầy khắp pháp giới, trong thân của các ngài thị hiện tất cả cõi, trong một niệm đều đi đến đạo tràng của tất cả chư Phật, ở trong thân các ngài thị hiện khắp sức thần thông của tất cả chư Phật, đầu sợi lông nâng khắp bất khả thuyết thế giới chư Phật, trong một lỗ chân lông trên thân của các ngài thị hiện bất khả thuyết thế giới thành tựu và hủy hoại, ở trong một niệm các ngài cùng ở với bất khả thuyết chúng sinh, ở trong một niệm các ngài vào bất khả thuyết tất cả các kiếp, mà ta làm sao nói được những hạnh công đức đó. Người hãy đi thỉnh cầu một vị thiện tri thức khác. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một nước tên là Hiểm Nạn, nước đó có thành tên là Bảo Trang Nghiêm, trong đó có người nữ tên bà Tu Mật Đa. Người hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Bây giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị tỳ kheo ni, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một nước tên là Hiểm Nạn, nước đó có thành tên là Bảo Trang Nghiêm, trong đó có người nữ tên là bà Tu Mật Đà. Người hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Lúc đó thiện tài đồng tử bèn đảnh lễ vị tỳ kheo ni sư tử toàn thân, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, tự tạ mà đi về hướng nam, tìm cầu vị thiện tri thức khác.